C8677 ha, IP lập trình chống hú ha. Ok chưa? Mặt này có chức năng livestream nè, ok chưa? Bên trong bo mặt. Ok, thì đây mình giới thiệu mẫu mặt đây ha. Mặt xe 867B. Đây, trong qua mặt ta. Đang lắp bình vô ha. Đây mình đang lắp chỉnh thùng loa nè, ba tấc nè ha. Đối với một cái mẫu mặt C86BE thì mình có thể sử dụng là loa ba tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đơn. Ok chưa? Đây sử dụng mắt nặng ha. Ba tấc là loại nặng ha. Đây mình thử tiếng micro cho cái nè. Tiếng micro có mượt không ha? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tám, chín. Ok chưa? Như vậy tiếng dạng DSP lập trình ha. Ok mình test nhanh vậy không? Giờ tim ở đâu sao không thắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quên, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió biết đâu nàng vui sẵn thân trên đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương sẽ nát con tim. Em ơi trái đất vẫn chờ. Ok, mình tách nhẹ tách nhanh cho các anh em ha. Vì có mẫu mặt C867B ha. Đây, thấy chưa? Đánh cho ba tấc đơn là dạng nặng ha, bắt nặng nhất á. À. Công suất 130W. Ba tấc đơn quấn cực kỳ hay luôn ha. Ok, đây là thử tiếng micro lại cho các anh em. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tiếng mic nó lập trình trong trẻo như thế này ha, ca nó mới hay được ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tám, chín. Ha, lập trình bass track nè ha. Ta trong hú ha, đứng gần cực. Đang đứng trước lo luôn, đang thử trước lo nè. Dí thẳng vô, đó. Nó kêu cái tiếng rít vậy thôi. Nó không có dạng phải là hú ha, nó không hư lo được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khó là chìm. Khó là chìm. Các anh em nào mà chưa biết cách live stream thì mình giới thiệu qua chút xíu. Live B. Thì mình là một cái mà điện thoại mình kết nối vô để bắt Bluetooth. Cái điện thoại mình dùng để chức năng live. Ha. Ok chưa? Summit này là cái micro dạng cổng 3.5mm á ha. Tai nghe này, von tai nghe đó, rồi này kết nối với tivi ha. Ok chưa? Thì ở đây nó có phần kết nối led nháy theo nhạc ha. Đây nè, led nháy theo nhạc 12V lắp vô đây, có công tắc led nháy nè ở phía trước nè. Ok, tắt led nháy này, nó có nguồn xung
Như vậy mình sử dụng điện 220 hoặc sử dụng bình bình thường ha. Không có bình thì sử dụng điện 220 luôn. Còn có bình thì nguồn 220 nó sẽ sạc. Thấy không? Bên trong bo mạch nè. Nó lắp micro không dây nè. Ok, như vậy kết thúc video tại đây ha.